Okay. Ghép ghép mấy cái dài đó không được. Có cái chỗ đen đen đó. Đấy, cái chỗ đen đen đó. Lót ghép xuống ngầu xài cái chân ra cho nó dở đơn chút mà nó môi á thằng. Quay về mấy phút? 30 phút rồi. Không, 3-4 phút thì 30 rồi. 3 phút rồi. Nãy tao vô tao tưởng mày nè mở giảm tao xém hù rồi chứ. Chạy xong tự nhiên tao nghe rột rột ở chỗ biết tao nhìn lại không tiêu hù. Thì quá ngầu như vậy. À, má nó nè giờ không có điện thoại mà bà quấn lại. Bà quấn một cục cả là tao tưởng là giờ bà đi làm rồi không bình thao nha tao vô. Xém hù vậy nhìn quá thằng đau anh kia. Cái hù quá, bố bún cái bốt không đâu à. Mày chút nữa bị hớ. Quay lại và thấy mặc áo đen thui và mất hồn rồi. Ủa, đứa nào vậy? Tới tạo. Cái nhíp nó nhô không được, nhô dở hơn nhíp kia mà biết nhô á nhô cái phần mà nó cong lại. Nhô dây cộng này nãy giờ nó nhô. Let's see, see that who knows anything about it.